Thời gian gần đây trên mạng xã hội có những trào lưu cũ đang quay trở lại và gây sốt trong giới trẻ. Trong đó có thử thách ăn nhiều từ các quán ăn hoặc từ chính những người tham gia. Theo bác sĩ Vũ Thị Tuyết, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, việc ăn quá nhiều một lúc không chỉ dẫn đến nguy cơ tăng cân không mong muốn mà còn kéo theo loạt hệ lụy sức khỏe. Một số tác hại của việc ăn quá nhiều, ăn quá no được bác sĩ Tuyết chia sẻ đó là nguy cơ tăng cân không mong muốn, lượng calo hàng ngày cân bằng nếu lượng calo bạn tiêu thụ so với số lượng bạn đốt cháy ngang nhau. Khi bạn ăn nhiều hơn mức tiêu hao điều này được gọi là dư thừa calo. Cơ thể bạn có thể lưu trữ lượng calo bổ sung này dưới dạng chất béo. Lượng calo dư thừa từ cấp và chất béo rất dễ làm tăng mỡ trong cơ thể. Ăn quá nhiều dễ gây phá vỡ hoạt động của hóc môn liên quan mật thiết với cơn đói. Hai loại hóc môn chính ảnh hưởng đến việc điều chỉnh cơn đói là glin kích thích sự thèm ăn và leptin ngăn chặn sự thèm ăn. Khi bạn không ăn một thời gian, nồng độ glin sẽ tăng lên. Sau khi bạn ăn xong, nồng độ leptin sẽ báo cho cơ thể rằng bạn đã no. Tuy nhiên, Ăn quá nhiều có thể phá vỡ sự cân bằng này. Ăn nhiều cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh, mặc dù thỉnh thoảng ăn quá nhiều có thể không ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài nhưng ăn quá nhiều kéo dài có thể dẫn đến béo phì. Ngoài ra, tình trạng này liên tục được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ăn quá nhiều dễ gây suy giảm chức năng não, một số nghiên cứu cho thấy việc liên tục ăn quá nhiều và béo phì dẫn đến suy giảm tinh thần ở người lớn tuổi so với những người không ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều có thể gây ra cảm giác khó chịu, buồn nôn và khó tiêu ăn một lượng lớn thực phẩm có thể làm căng hệ thống tiêu hóa của bạn, gây đầy hơi và trướng bụng. Sau khi ăn quá nhiều, nhiều người trở nên uể oải hoặc mệt mỏi dễ gây buồn ngủ. Vì những lý do trên, chuyên gia khuyên mọi người tuyệt đối không nên tham gia trò lưu ăn quá nhiều, tránh những hậu quả kéo dài không mong muốn.